Dạ để em đã chuẩn bị là em sẽ hát một mình em và em sẽ mời một cái nam nghệ sĩ, những người anh thân thương của em đã từng đoạt những giải rất là cao trong cuộc thi Chuông Vàng Mông Cổ. Thì em xin phép mời Chuông Vàng Mông Cổ nghệ sĩ ưu tú Võ Thành Phi. Dạ. Quá trời lâu rồi. Quá trời, nãy giờ hai anh em mình mới được hát, nãy anh hát bài nào chưa? Ủa vậy hả? Có rồi hả? Bởi vì nhìn thấy anh lạ lạ là em biết rồi. Đóng gì vậy? Cho cái micro của anh Phê giùm em. Nói chung anh em nghệ sĩ đông mà mình hát rồi mà mình hát lại thì nó cũng hơi rất là ngại. Đâu có sao đâu anh, tại vì nghệ sĩ thì ít, rất là ít khán giả mình vẫn hát, một người khán giả mình vẫn hát. Tại vì ở đây rất là còn những bàn tình thương mến thương đối với gia đình của anh Gàng rồi. Hát bài gì, chết đoạn gì ạ? Anh Gàng yêu cầu lớp chết đoạn Nguyệt Hữu Dương đúng không? Ở cái này là 5-6 chứ không phải 1-2. Phải không? Vậy không, dây đào thì ca dây rê thôi nha. Tại vì cái này lên em cổ cao. Rê thăng cũng được, rê thăng đi. Lâu quá Thu Vân không hát lớp chất đoạn này mà không biết hát có đủ hơi không, tại vì giờ này cũng hơi mệt. Có gì thì mong quý bà con cô bác thông cảm bỏ qua nha, nếu mà nó có bị hụt thì bỏ. Chắc không sao. Xin chào bà. Ô kìa, ông là ai? Thưa bà, tôi chỉ là một tên ăn mày khốn khổ. Một gã ăn mày à? Ông kia, ông cần gì? Bạc tiền hay là cơm gạo? Thưa bà, tuy tôi là kẻ ăn mày đầu đường xó chợ, nhưng hôm nay tôi đến đây không phải dụng ý để khắc thực hằn ngày. Vậy cháu muốn gì? Tôi muốn nhìn lại dung nhan của bà cho thỏa lòng mong nhớ. Cấm ngay! Gã mày hỗn láo kia, ngươi là ai? Ngươi là ai? Đây, bà hãy nhìn cho rõ kẻ khốn khổ này. Kìa, Trần Bảo, anh vẫn còn sống. Không, Thảo Lan, đừng đừng bảo im gian, anh chưa tới gần. Vì sao? Vì sao em lại lánh mặt anh? Tại sao? Bảo ơi, tại vì bản thân em giờ đây quen ngó, anh đành phải quay lưng cuối mặt trốn chạy người xa. Để cứ quên đi chuyện tình ngang trái à, cho dù lòng em vẫn còn thương còn nhớ, nhớ kỷ niệm vui buồn của ngày ta sống bên nhau. Thảo Lan, Trần Bảo, anh ơi gì hiện tại làm sao, vừa gặp trời đổ mưa giông làm cho lật hồng mỗi thắc mắc, biết em xanh tóc bay rã rời bao nỗi nhớ niềm thương đây như con tim, làm cho ai phải ngày ngày mòn mỏi nhớ mong, đêm canh chè tắt tèo thương đời.
lạnh lẽo chung cô phòng sao lắng tôi nàng là hơi thở của đời tôi là giọt máu giữa tim hồng dưới những trận rối đòn nát tan thân xác những đau bằng đai nước ở nương tâm tôi nóng lòng muốn gặp lại cô nhân nhưng khi thoáng chết tôi trở về đây tìm người yêu cũ nhưng có ngờ đâu đầu mong ngày xưa đâu còn nữa người của tôi yêu đã về lối sang thuyền. Trần Bảo Quân hãy rời khỏi đây, anh đừng nói gì thêm nữa, anh ơi, anh ơi, trời ơi, trả lại ánh trăng kia đêm đậm nào. Trả lại xác hương dưới cành lá. Cành lá đã sớm rơi mau, còn đâu một bàn mây bay, còn đâu kỷ niệm năm nào. Xin trả lại ngày xưa. Ôi nghe đau xót tâm hồn, thật ngại hai sớm quên đi. Cành lá ngày ấy xin đôi mắt trọn đời. Trần Bảo anh ơi ai hiểu cho em đâu mãi chỉ sợ giàu sang mày tay lòng đôi già cũng có thắm sáng ngôi lời chàng đã tình cũng nghĩa xưa hồ tặng kêu ra hai biết tùy chung em đây dèn giờ nhân con có tay con tàu lạ lại ngành cần chớ theo trò đời dù mẹ dù con lối đào tàu càng đi sâu em tới với anh em còn lối già tay lòng. Ba chân con yêu thôi thì sao đành tâm nghe luôn sáng thuyền. Một con nữ mê sông xưa ngày ngày giặt lúa mà nay một thành tổng đốc phu nhân. Trần Bảo cho đến nay tôi mới biết tôi lầm đi thấy lầu mong yêu đương trên bài cát tôi tưởng đâu khổ sầu lắm. Trần Bảo ơi, rồi một ngày nào đó anh sẽ hiểu cho em. Còn bây giờ, anh hãy đi đi, anh hãy đi đi. Thảo Lan. Trời ơi, làm gì mà tôi muốn xỉu luôn đó, muốn đứt hơi luôn đó. Dạ, xin cảm ơn ạ. Dạ, em cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thu Vân cùng với nghệ sĩ anh Võ Thành Khuê rất là nhiều.